sao rồi, còn chịu đựng được nữa không? Hay trên quốc tế đoàn thợ săn xích tùng của chúng tôi cũng được xem là tuyến nhất rồi. Không ngờ khi gặp phải Ngân Nguyệt Thái Thản, vậy mà không thể nào có sức lực đánh nhau, còn hại nhiều huynh đệ như vậy bị mất mạng. Cảm ơn các cậu lần này đã ra tay giúp đỡ, mấy kỵ sĩ kia chỉ quan tâm tìm Thái Thản cự nhân. Căn bản là không quan tâm đến sống chết của mấy người chúng tôi, mọi người bị trọng thương như vậy, mau chóng quay về trị thương liền đi. Hai vị huynh đệ kia sau này có duyên gặp lại, đoàn thợ săn xích tùng chúng tôi nợ các cậu một ân tình, sau này nếu cần đến chúng tôi làm gì thì cứ nói một tiếng. Không bắt được Thái Thản cư nhân sao? Công kích của Ngân Nguyệt Thái Thản kia đã trực tiếp tạo thành hủy hoại với vị diện. Ây da, một khi vị diện mà xuất hiện ra khe nứt, phòng ngự có dây đến mấy cũng đều bị xé nát ra. Cho dù tôi sử dụng toàn lực cũng không thể nào chặn lại được. Lẽ nào không còn cách nào chống lại nó được nữa sao? Hay, cái này à, cậu để tôi suy nghĩ một chút. Uống rượu, cách thì sẽ có thôi, mọi người đừng nóng vội. Nào nào, uống ly rượu mật rắn này đi, bổ thận cường dương. Cơ thể của tôi suy yếu, không phải là hư thận. Các vị xin hãy nghe tôi nói, vừa nãy có nhận được một tin tốt. Là tin tốt gì vậy? Ha ha ha, người của Ichisa Điện Hạ giết chết một con Ngân Nguyệt Thái Thản rồi. Hừ, thật sao? Cái gì? Lẽ nào tên đó lại giết được Ngân Nguyệt Thái Thản thật rồi sao? Đây không phải là chuyện đáng để Bích Hải Thành bang chúng ta chúc mừng hay sao? Nào, mọi người cùng nhau cạn ly. Nhắc đến, rốt cuộc là vị dũng sĩ nào đã đánh bại Ngân Nguyệt Thái Thản vậy? Tôi nghe nói 50 thành viên của đoàn thợ săn xích tùng chỉ có 4,5 người sống sót quay về. Là Tua. Tua lại tài giỏi như vậy sao? Nào nào nào, mọi người hãy kính vị dũng sĩ này một ly. Này này, mấy người các cậu. Vừa nãy kính Ichisa Điện Hạ các cậu không dơ ly lên cùng uống chung, bây giờ lại không kính dũng sĩ, là có ý gì đây? Ha ha, đại ca, tôi kính anh một ly nhé. Như vậy còn tạm được, cạn ly. Giải quyết được Ngân Nguyệt Thái Thản nhanh như vậy rồi sao? Xem ra Tua quả thật không phải là thứ tầm thường. Vì thế mới nói, vẫn phải nhờ vào Ichisa Điện Hạ. Trước đây khi cô ta quản lý thần miếu Patenong, chưa xuất hiện ra chuyện như vậy bao giờ. Bây giờ lại biến thành mấy thánh nữ đấu đến đấu lui, thật đúng là khiến người khác thấy phản cảm. Trong chốc lát lòng dân đã bị Ichisa lôi kéo rồi, chúng ta còn không lấy ra chút thành quả, có lẽ áp lực của Tâm Hạ sẽ vô cùng lớn. Lão Triệu, cậu phải mau chóng giải quyết vấn đề khe hở của vị diện kia đi. Này này này, cậu cũng cần cho tôi chút thời gian chứ. Bộ chỉ huy trung tâm thành phố. Lần này thành công đánh chết Ngân Nguyệt Thái Thản là chấn động tốt nhất đối với tộc Thái Thản. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn bọn nó không dám dễ dàng bước vào thành trấn của loài người gây rối nữa đâu. Lại gọi chúng ta đến đây họp rồi, lần này chỉ là vì để khen thưởng Tua sao? Mạc Phàm các hạ, tôi đã báo cáo lại cho đại hiền giả Valentine về tình hình ở đây rồi, hy vọng phía các cậu cũng tranh thủ cố gắng. Ngoài ra, hôm nay còn có một việc muốn nói với mọi người. Chúng ta lại khóa được mấy con Lam Tinh Thái Thản khác nữa rồi. Nếu là Lam Tinh Thái Thản thì không cần phải gọi tôi đâu. Tôi không muốn làm lãng phí thời gian ở trên những nhân vật nhỏ này. Mạc Phàm các hạ, nếu như cậu không thể đối phó được với Ngân Nguyệt Thái Thản, không ngại giúp chúng tôi xử lý Lam Tinh Thái Thản chứ, cũng xem như là có điểm cống hiến. Cậu, Mạc Phàm, cho dù là cự nhân gì, chúng tôi đều bằng lòng ra tay. Ừ, rất tốt, đem tài liệu của Lam Tinh Thái Thản cho bọn họ đi. Đương nhiên, Lam Tinh Thái Thản cũng không dễ đối phó như vậy, hy vọng các cậu có thể bình an quay lại đây. Xem ra cậu lập tức quỳ xuống trên tế đàn của gia tộc tôi rồi. Tức chết đi được, Tua lại còn đặc biệt chạy đến trước mặt của chúng ta nói mấy lời đó. Có gì đâu mà phải nghiên cứu, lẽ nào chúng ta thật sự phải đi làm việc vặt cho người khác sao? Đối phó với Lam Tinh Thái Thản cũng không mất mặt, hơn nữa, chúng ta nói không chừng còn có thể tìm được manh mối mới, là có ý gì? Lúc đó trên hoang đảo tổng cộng xuất hiện hai cự nhân, tôi không cảm thấy sự xuất hiện của Ngân Nguyệt Thái Thản là trùng hợp. Ý của cậu là, giữa Lam Tinh Thái Thản và Ngân Nguyệt Thái Thản tồn tại một mối liên hệ đặc thù gì sao? Tôi cũng cảm thấy là có khả năng này, tối nay bên phía kỵ sĩ đoàn sẽ có hành động, chúng ta đi theo xem thử. Được, lần này tôi phải lấy lại danh dự, đôi già, em, không có. Chúng ta không phải đến để xử lý Lam Tinh Thái Thản hay sao? Trời sắp sáng rồi, sao đến ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu vậy, đừng vội, nói không chừng chính là vào lúc này. Ư, gió lớn thật. Ủa, kỳ lạ, không hay rồi. Tên này biết ẩn thân sao? Còn trốn giỏi hơn cả chúng ta, lại gần từ lúc nào tôi cũng không biết. Chuẩn bị chiến đấu, giao lại cho các cậu rồi, tuyệt đối đừng lơ là. Lam Tinh Thái Thản có thể thôn phệ tinh quang, nó có sở trường lợi dụng bóng tối để trốn. Địch mợ, có tình báo này sao cậu không nói sớm? Nhìn không thấy làm thế nào mà đánh đây, Lão Triệu, ma pháp quang hệ. Đúng vậy, đúng vậy.
Quang Diệu. Cẩn thận, không biết nó trốn đi đâu rồi. Thủy Hoa Thiên Nộ. Không cần nghĩ cũng biết, ngươi nhất định là muốn giở trò đánh lén rồi. Lôi Phạt. Cửu Giới Chi. Mạc Phàm, đừng phá hoại nội tạng của nó. Đúng vậy, vẫn nên để đó cho tôi luyện rất lâu rồi. Thánh Tài, Thẩm Ma Kiếm. Tạng khí của Thái Thản Cự Nhân cuối cùng cũng lấy được rồi. Thông báo với người của đội bảo vệ để bọn họ đến vận chuyển xác quay về. Cuối cùng cũng có thể giúp cậu hồi phục lại cơ thể rồi. Đó. Kẻ săn bắt thuyền đánh cá Lam Tinh Thái Thản, dùng con người làm đồ ăn, tàn nhẫn, thường xuyên xuất hiện ở gần biển, bám thuyền làm mục tiêu. Bọn nó đều bị xử lý hết rồi sao? Đúng vậy, trưởng quan, tổng cộng là có 7 con Lam Tinh Thái Thản, bọn nó làm loạn mấy ngày ở biển Ái Kim. Cũng nhờ có mấy vị này, lần này toàn bộ đều đã được giải quyết rồi. Vô cùng cảm ơn công lao của mấy vị, đội bảo vệ chúng tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cũng may có tình báo các anh cung cấp, nếu không chúng tôi cũng không thể tìm thấy được bọn nó nhanh như vậy rồi. Trưởng quan, chuyện kia, hay là cũng mời bọn họ giúp đỡ đi. Các anh còn có rắc rối gì khác sao? Ấy, không giấu gì các cậu, tôi đang còn muốn đi về tuyến đường biển Đồ Lan. Ở đó đã là chiến trường rồi. Á, tình huống gì? Là thằn lằn rắn Ma Hải, bọn nó đột nhiên lại phát động công kích rồi. Chuyện khủng khiếp hơn là, song ác của cả Châu Tâm Hải danh tiếng lẫy lùng. Kiệt Hải Xà Long và Cương Sơn Thái Thản cũng xuất hiện gây rối rồi. Đội bảo vệ chúng tôi vẫn luôn nghĩ cách giết chết bọn nó, nhưng thật sự là năng lực có giới hạn. Tôi cũng nghe qua rồi, so tài giữa cậu và Tua, nếu như có thể tiêu diệt được song ác Châu Tâm Hải này, tôi tin với công tích của Tua sẽ không thể nào sánh bằng với cậu được. Song ác Châu Tâm Hải. Tôi là người phụ trách tiền tuyến của chiến địa, tên là Jessica, phụng mệnh ở đây đợi ba vị. Ở đây là phòng tuyến của đảo Tam Diệp, giao chiến khu cách nơi này chưa đến 3 km, tôi sẽ nói người đưa các cậu đi gần đây tham quan. Các cậu có thể chụp ảnh làm lưu niệm, nhưng tuyệt đối đừng đăng lên trên mạng. Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi phải quay về giao chiến khu rồi. Chụp ảnh lưu niệm. Cô xem chúng tôi là công tử đến chiến trường để đi du lịch hay sao? Chờ một chút, trưởng quan của cô vẫn chưa nói với cô, chúng tôi đến để làm gì sao? Có nói rồi, nhưng vậy thì đã làm sao? Tôi cũng gặp nhiều kiểu người trẻ vừa có quyền lại có thể giống như mấy cậu rồi. Khi về viết thêm vài chữ trên lý lịch là được rồi, chuyện của song ác Châu Tâm Hải không làm phiền mấy vị phải quan tâm nữa. Vậy thì thông cảm cho tôi không thể đi cùng. Sao tính tình lại nóng như kem vậy? Bỏ đi, có lẽ người ta cũng là bị mấy nhị thế tổ kia đến đây kiểm điểm kinh nghiệm làm cho kinh tởm thôi mà. Cô ta cũng để lại văn kiện tài liệu rồi, bản thân chúng ta tự đi tìm. Hử, các cậu nhìn bên kia. Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Thái Thản Cự Nhân, Thái Thản Cự Nhân. Tất cả mọi người lùi khỏi phòng tuyến của đảo Tam Diệp, nhanh chóng rút về trong vịnh. Mau chạy trốn thôi, mấy người các cậu còn chưa chịu cút đi nữa sao? Phòng tuyến của đảo Tam Diệp sắp thất thủ rồi. Là vì Thái Thản Cự Nhân ư, có chúng tôi ở đây, nó không gây ra được sóng gió gì đâu. Đồ ngu xuẩn. Mạc Phàm, Thái Thản Cự Nhân này. Nó thật sự chỉ là Lam Tinh Thái Thản đấy chứ, vóc dáng này, lại cao hơn 200 mét. So với những con Ngân Nguyệt Thái Thản trước đây còn mạnh hơn gấp vài phần. Đã kết thúc tập 1129 đến tập 1131 của truyện Toàn Chức Pháp Sư rồi rồi. Cả nhà đừng quên cho Nông Dân Mê Chuyện một like, một subscribe kênh. Mình sẽ rất vui và xem đó là động lực từ cả nhà, giúp mình ra thêm nhiều review hơn nữa. Và các bạn nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh của mình nhé. Cảm ơn cả nhà. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn.